Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng như sau. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng 1 kWh. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng 1 kWh. Như vậy, so với mức khung cũ được quy định tại quyết định 34/2017, giá tối thiểu tăng 220 đồng 1 kWh, giá tối đa tăng 538 đồng 1 kWh. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất, gia hạn 3 tháng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp trong năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Chính phủ vừa đồng ý bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam bao gồm Đồng Văn 5, diện tích quy hoạch 250 ha, Đồng Văn 6, diện tích quy hoạch 250 ha, Kim Bảng 1, diện tích quy hoạch 230 ha, Châu Giang 1, diện tích quy hoạch 210 ha. Phó Thủ tướng yêu cầu việc lập các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cần có sự tính toán và cân nhắc kỹ về khả năng thu hút đầu tư, hiệu quả sử dụng quỹ đất khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó ưu tiên phát triển các loại hình khu công nghiệp mới. Trong thời gian ngắn gần đây, công an liên tiếp phát hiện xe khách nghi sử dụng tem đăng kiểm giả. Với mức giá trung bình từ 2 đến 3 triệu đồng, sau 3 ngày có thể nhận được đủ bộ hồ sơ gồm giấy đăng kiểm, tem. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi các trung tâm đăng kiểm bị sơ gáy, dịch vụ này trở nên kín đáo hơn. Với tình trạng đăng kiểm khó khăn như hiện nay, dự báo việc sử dụng tem giả sẽ vẫn tiếp tục tồn tại, thậm chí có thể còn tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, công an khuyến cáo, tem đăng kiểm giả rất khó qua mặt người trong ngành, trong đó có lực lượng cảnh sát. Không riêng chủ phương tiện bị xử phạt hành chính khi sử dụng tem kiểm định giả, mà người có hành vi sản xuất, buôn bán tem giả cũng sẽ bị xử lý với mức phạt tiền có thể lên đến 500 triệu đồng, thậm chí phạt tù đến 7 năm. Thị trường chứng khoán ngày 6 tháng 2 chìm trong sắc đỏ trong hầu hết phiên sáng, nhưng bất ngờ bật tăng trở lại trong nửa cuối phiên chiều. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn nằm ở mức trung bình, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thật sự quay trở lại thị trường. Nhóm cổ phiếu ngân hàng được dẫn dắt bởi VCB tăng 3,2% và BID tăng 3,8%. Đây là ngành trụ lực chính của thị trường trong ngày hôm nay, với nhiều cổ phiếu tăng mạnh trong khoảng thời gian hồi phục buổi chiều. Tiêu biểu là CTG, TCB tăng lần lượt là 2,9% và 3,1%. Phần còn lại của thị trường phân hóa và có lực cầu khá yếu. Cổ phiếu các ngành nổi bật như bất động sản, chứng khoán xen kẽ nhau trong hai chiều hướng tăng giảm. Khối ngoại ngày hôm nay mua dòng hơn 392 tỷ đồng, tập trung vào các mã STB, SSI. Tuy sự hồi phục diễn ra ở phiên chiều, nhưng thanh khoản thấp và dòng tiền vẫn nằm ở mức yếu, vẫn chưa đủ để tạo ra tín hiệu tích cực trong thị trường. Kết phiên ngày 6 tháng 2, VN Index có 219 mã tăng và 181 mã giảm. Chỉ số VN Index tăng 12,14 điểm, tương đương 1,13%, kết thúc ở 1.089,29 điểm. Với việc thị trường hồi phục nhưng thanh khoản vẫn nằm ở mức thấp, thì xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn đang ở trong giai đoạn điều chỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin VNPT Đồng Nai thuộc tập đoàn VNPT đã cắt cáp của một số doanh nghiệp ở vị trí cổng bể cáp mà VNPT làm chủ đầu tư, do các doanh nghiệp viễn thông này không chấp thuận theo mức giá mới mà VNPT đưa ra trước đó. Vào ngày 4 tháng 2 vừa qua, VNPT đã có phản hồi. Liên quan đến những thông tin phản ánh về giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật tại VNPT Đồng Nai mà CMC Telecom và SCTV đang có vướng mắc, VNPT đã có phản hồi như sau. Về kiến nghị của CMC Telecom và SCTV, đây không phải là lần đầu tiên hai doanh nghiệp này có kiến nghị về giá thuê hạ tầng cống bể cáp của VNPT. Tháng 7 năm 2021, CMC Telecom và SCTV cũng đã từng có đơn kiến nghị về giá thuê hạ tầng cống bể cáp của VNPT đến Bộ Tài chính và đã được Bộ này xem xét, giải quyết, hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện. Trước kiến nghị của CMC Telecom và SCTV, tập đoàn VNPT đã có báo cáo cụ thể với Văn phòng Chính phủ và gần đây nhất là báo cáo Cục Viễn thông về nội dung liên quan đến kiến nghị này. VNPT luôn sẵn sàng hỗ trợ các khách hàng của mình với tinh thần hợp tác và theo đúng các quy định của pháp luật liên quan. Đến thời điểm này, SCTV và VNPT Đồng Nai đã thực hiện ký kết hợp đồng theo đơn giá được VNPT Đồng Nai niêm yết. Về hoạt động cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật của VNPT, hiện ngoài CMC Telecom,
VNPT cũng đang có các khách hàng thuê công trình hạ tầng cống bể cáp sử dụng chung của VNPT là các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các đơn vị thuê sử dụng nguồn ngân sách và các doanh nghiệp như Viettel, Mobifone. Với các khách hàng này, không có vướng mắc về giá thuê với VNPT. Là doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý vốn tài sản nhà nước, nên VNPT có trách nhiệm thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, của doanh nghiệp theo các quy định hiện hành. Chính vì vậy, việc xây dựng đơn giá cho thuê các công trình, hạ tầng kỹ thuật cống bể cáp dùng chung luôn được VNPT thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, tuân thủ các kiến nghị kiểm tra của các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Được biết, sự việc bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2022. Theo thông tin do CMC cung cấp, VNPT Đồng Nai đã cắt đứt hai tuyến cáp kết nối tín hiệu chính với headend của SCTV. Sự cố đã làm gián đoạn tín hiệu toàn bộ dịch vụ của SCTV, bao gồm truyền hình và Internet trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu học tập giải trí, nắm bắt thông tin của 28.000 khách hàng. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2022, VNPT Đồng Nai tiếp tục cắt đứt nhiều tuyến cáp của CMC Telecom và SCTV tại Đồng Nai, gây ảnh hưởng đến dịch vụ kết nối tại khu vực này. Theo đại diện của các đơn vị viễn thông, VNPT Đồng Nai trước đó đã thông báo về việc nâng giá cho thuê cống bể cáp. Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước hoặc do nhà nước quản lý, được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng ưu tiên trong xã hội và được bán cho thuê hoặc là cho ở với giá rẻ so với giá thị trường. Do đó, tiêu chí để lựa chọn người mua nhà ở xã hội rất gắt gao, trải qua nhiều bước thẩm định, chấm điểm hồ sơ đăng ký mua nhà. Ấy vậy mà tại dự án nhà ở xã hội NHS ở Trung Văn, Nam Từ Liêm lại xuất hiện hàng loạt hình ảnh quảng bá môi giới, tư vấn và nhận đặt mua căn hộ tại đây với mức giá chênh khủng khiếp. Chỉ cần gõ từ khóa mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn lên trang tìm kiếm Google, trong 0,55 giây đã có khoảng 522.000 kết quả hiện ra. Còn tại các hội nhóm về bất động sản trên Facebook, số lượng bài viết liên quan đến dự án này cũng nhiều không kém. Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn nằm tại vị trí khá đắc địa trên tuyến đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do đó, việc nhiều người quan tâm đến dự án này cũng là điều cực kỳ dễ hiểu. Theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình VOV, hiện nay các căn hộ của dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, lô đất ký hiệu HH02A, đang được môi giới giao bán với nhiều mức giá, chênh lệch từ 400 đến 500 triệu đồng một căn so với giá dự kiến chào bán cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Điều này khiến cho những người quan tâm, thậm chí kể cả những người đủ điều kiện mua, vô cùng hoang mang. Được biết hiện nay, dự án vẫn đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Hiện các đối tượng môi giới chào mời người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội thuộc dự án này, cũng như trên mạng xã hội xuất hiện các website tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ, đều mang tính chất lừa đảo. Ngay tại cổng chính dự án, đại diện chủ đầu tư cũng đã treo biển thông báo dự án chưa mở bán, chưa nhận hồ sơ và không thu bất cứ khoản phí ngoài quy định của bất kỳ khách hàng nào. Thế nhưng, việc môi giới chào bán nhà tại đây vẫn diễn ra hết sức rầm rộ. Thực hư câu chuyện này ra sao? Những căn nhà xã hội này được mở bán theo quy trình như thế nào? Và đơn vị nào là chủ đầu tư của dự án? Truyền hình VOV sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo. Giữa tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng lãi suất liên tiếp thứ 8 kể từ tháng 3 năm 2021. Với mức tăng như trên, thì biên độ lãi suất cơ bản đã lên mức 4,5 đến 4,75%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2007, và chưa có các dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ chấm dứt các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới. Việc Mỹ chỉ tăng lãi suất ở mức tối thiểu cho thấy nền kinh tế Mỹ phần nào đã quay trở lại với nhịp độ tăng trưởng bình thường hơn sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhờ nền kinh tế mở cửa trở lại, các gói kích cầu kinh tế và đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Chính vì thế, quyết định này dường như mang lại các tác động tích cực hơn là tiêu cực so với các lần tăng lãi suất trước. Sau thông báo tăng lãi suất ở mức tối thiểu, thị trường chứng khoán tại Mỹ và các thị trường chứng khoán quan trọng trên thế giới cuối tuần qua có xu hướng tăng điểm trở lại. Điều này phản ánh kỳ vọng của các thị trường vào xu hướng tích cực trong năm 2023, cũng như khả năng kinh tế Mỹ có thể tránh được một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Việc tăng lãi suất ở mức thấp và có xu hướng giảm tần suất trong thời gian tới cũng khiến áp lực tỷ giá đối với các nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu giảm đi đáng kể.
Tuy nhiên, một số quốc gia khác lại có phản ứng thận trọng đối với động thái này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ngay sau khi quyết định tăng lãi suất, một số ngân hàng trung ương khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, Ngân hàng Trung ương Anh lập tức tăng lãi suất cơ bản ở mức tương đương. Lãi suất tăng nghĩa là siết chặt đồng tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến các chi phí đi vay khác của toàn bộ nền kinh tế như lãi suất thế chấp, lãi suất thẻ tín dụng và cho vay tiêu dùng. Nếu không có các dấu hiệu tích cực trong thời gian tới, các ngân hàng trung ương có thể quyết định tăng lãi suất hàng loạt, khiến nguồn vốn bị thắt chặt, chi phí đầu tư tăng lên, giá cả hàng hóa, dịch vụ đắt đỏ, nguy cơ kìm hãm tăng trưởng kinh tế thế giới. Theo số liệu mới nhất, lạm phát tại Mỹ đã giảm xuống 5% trong tháng 12 năm 2022 so với mức 5,5% của tháng trước đó, nhưng vẫn cao hơn gấp đôi mức lạm phát kỳ vọng 2%. Tuy nhiên, mức độ lạm phát không chỉ phụ thuộc vào lãi suất mà còn nhiều yếu tố khác như giá dầu mỏ, lương thực thực phẩm, sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì thế, việc Mỹ tăng lãi suất ở mức tối thiểu lần này có thể không tác động nhiều đến việc giảm lạm phát xuống mức kỳ vọng. Cho đến nay, Mỹ đã 8 lần tăng tỷ lệ lãi suất, có nhiều lần tăng với biên độ đột ngột cao nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và việc lạm phát giảm một phần xuất phát từ kết quả của mức lãi suất cao nhất từ năm 2007 đến nay, chứ không hẳn chỉ là một đợt tăng tối thiểu. Việc giảm lạm phát bằng biện pháp tăng lãi suất nếu quá mức sẽ đẩy nền kinh tế vào nguy cơ suy thoái. Chính vì thế, nhiều chuyên gia kinh tế cũng đang đặt ra câu hỏi, trong bối cảnh kinh tế tài chính toàn cầu có xu hướng không ổn định như hiện nay, thì có nên thay đổi mức lạm phát kỳ vọng 2% hay không? Mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiện nay là tạo ra cái mà thế giới tài chính gọi là cú hạ cánh mềm cho nền kinh tế Mỹ, nghĩa là vừa kiềm chế được lạm phát trong khi không gây ra tình trạng suy giảm kinh tế nghiêm trọng hoặc tình trạng thất nghiệp hàng loạt. Chiến lược sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có lẽ là không điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách mạnh mẽ như tăng giảm lãi suất với biên độ lớn như trong năm 2022. Việc áp dụng chiến lược điều chỉnh dần dần sẽ giúp các quan chức nước này có thêm thời gian để đánh giá mức độ cần thiết của việc tiếp tục tăng lãi suất và thời gian duy trì lãi suất ở mức cao để kiểm soát hoàn toàn lạm phát. Quyết định lãi suất sắp tới sẽ dựa trên các yếu tố như tình hình tài chính, kinh tế, nguy cơ suy thoái, độ trễ chính sách, ảnh hưởng của lãi suất cao đến thị trường việc làm, sức mua của người tiêu dùng, chỉ số tâm lý thị trường. Một yếu tố quan trọng đang được dư luận chờ đợi là chỉ số lạm phát tại Mỹ trong tháng 1 năm nay, dự kiến sẽ được công bố vào giữa tháng 2 này. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng phải tính toán đến tác động và xu hướng của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn biến căng thẳng. Việc nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19, thậm chí là bạo lực tại Trung Đông, tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng yên đã bất ngờ giảm giá mạnh so với đồng đô la Mỹ sau khi có thông tin về khả năng chính phủ Nhật Bản sẽ chọn ông Masayoshi Amamiya, hiện đang giữ chức phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ, làm người kế nhiệm Tổng thống Haruhiko Kuroda. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 6 tháng 2 tại thị trường Tokyo, tỷ giá giữa hai đồng tiền được niêm yết ở mức 132,06 đến 132,07 yên một đô la Mỹ, so với mức giá giao dịch 131,15 đến 131,25 yên một đô la Mỹ tại thị trường New York, Mỹ và 128,59 đến 128,62 yên một đô la Mỹ ở thị trường Tokyo vào thời điểm chốt phiên cuối tuần trước. Không chỉ giảm giá so với đồng đô la Mỹ, đồng yên còn giảm giá so với đồng euro. Tỷ giá giao dịch giữa hai đồng tiền này được niêm yết ở mức 142,45 đến 142,52 yên một euro so với mức 141,60 đến 141,70 yên một euro ở New York và 140,16 đến 140,20 yên một euro ở Tokyo cuối tuần trước. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân khiến đồng yên mất giá là do các nhà đầu tư lo ngại. Nếu được thăng chức, ông Amamiya có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hiện nay của Thống đốc Kuroda. Điều này sẽ khiến khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ có thể tiếp tục nới rộng nếu Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng lãi suất, từ đó khiến đồng yên suy yếu. Ở chiều ngược lại, thị trường chứng khoán Tokyo phản ứng khá tích cực trước thông tin trên. Sau 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,83% so với mức chốt phiên cuối tuần trước, lên hơn 27.738 điểm. Chỉ số Topix cũng tăng 0,7%, lên hơn 1.984 điểm. Lạm phát ở mức gần hai con số đã đẩy chi phí sinh hoạt và giá các mặt hàng lương thực thiết yếu tại Cộng hòa Sip tăng chóng mặt. Điều này đang buộc người dân phải chuyển từ mua sắm tại các trung tâm thương mại và siêu thị sang các chợ thực phẩm truyền thống ít tốn kém hơn. Tại Cộng hòa Sip, chợ truyền thống đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người đang phải chật vật mưu sinh vì chi phí sinh hoạt và giá cả tăng cao đã tìm đến đây. Tôi đã ở đây nhiều năm và tôi đã chứng kiến những thay đổi, đặc biệt là trong năm ngoái. Người dân đến đây để mua hàng đã nhiều hơn so với trước đây. Thói quen của họ đã thay đổi. Trước đây, họ đến mua sắm cho cả tuần. Giờ họ đi từng ngày.
Lượng người đi chợ hàng ngày cũng giảm, khiến ông Ioannou lo lắng. Con trai ông cũng bán hàng ở chợ này. Ông sợ là con trai sẽ sớm phải tìm việc làm khác vì sức mua ở chợ cũng đang kém dần. Thật buồn khi thấy ngày càng ít người đi chợ hơn mỗi ngày. Tôi biết thật khó để mọi người ra ngoài và mua sắm, nên tôi cố gắng giữ giá cả phải chăng. Nhưng nếu giá tiếp tục đi lên, tôi sẽ phải làm theo. Và nếu tôi làm như vậy, tôi không nghĩ mình có thể duy trì hoạt động kinh doanh này. Lạm phát đang thay đổi mọi thứ về cách người ship mua sắm hàng tạp hóa, từ những cửa hàng họ đến cho đến số lượng họ mua. Nhiều người chọn chợ truyền thống để có giá rẻ hơn, mua được trực tiếp từ nguồn. Nhưng khi giá cả tiếp tục tăng, các nhà phân tích cho biết sức mua sắm tại chợ truyền thống cũng sẽ kém đi rất nhiều. Bên cạnh đó, cũng ngày càng nhiều người dân ship lo lắng về việc không đủ khả năng chi trả cho những nhu yếu phẩm cơ bản. Một nghiên cứu của Hiệp hội Người tiêu dùng Cộng hòa ship cho thấy, ngày càng có nhiều người phải tìm tới các nhóm từ thiện để có được các mặt hàng thực phẩm cơ bản khi giá cả tăng lên hàng tháng trong năm qua. Thật không may, chúng tôi thấy nhiều người ship không thể chu cấp cho gia đình của họ và họ đã tìm tới các tổ chức từ thiện và có thể nhận thấy rằng giá cả sẽ tiếp tục tăng hơn nữa. Năm tới, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn, thói quen của người dân đã thay đổi và sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Để giải quyết tình trạng tăng giá, chính phủ ship đã công bố giá trần đối với một số mặt hàng thực phẩm cơ bản trong những tháng tới. Đối với những người có thu nhập cố định hoặc những người hưu trí, mức trần đó đồng nghĩa với việc họ sẽ đỡ tốn kém hơn. Lễ hội đèn lồng nhân dịp Tết Nguyên Tiêu với các màn trình diễn ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc đã thắp sáng bầu trời đêm tại các đô thị lớn khắp đất nước Trung Quốc. Lễ hội này có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với người dân Trung Hoa, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang nới lỏng chính sách Zero Covid để phục hồi nền kinh tế. Là một phần của lễ hội mùa xuân, lễ hội đèn lồng diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng theo âm lịch của Trung Quốc. Người Trung Quốc thường kỷ niệm ngày trăng tròn đầu tiên, tức Tết Nguyên Tiêu bằng cách treo đèn lồng, tham dự các hội chợ, đi xem pháo hoa, xem biểu diễn, xem đèn lồng và ăn các loại bánh truyền thống trong dịp này. Nhờ đó mà doanh số bán đèn lồng cùng các món ăn truyền thống trong dịp Tết Nguyên Tiêu tăng mạnh ở Trung Quốc. Chúng tôi làm bánh lồng đèn theo từng lớp, càng nhiều lớp càng ngon, nó tượng trưng cho việc thăng tiến và tăng trưởng trong năm mới. Tại thành phố ven biển Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, các đầu bếp tại một cửa hàng thực phẩm cũng bận rộn làm chè thang viên, phục vụ nhu cầu của đông đảo khách hàng trong dịp này. Doanh số bán hàng của cửa tiệm cũng đã tăng nhanh chóng. Năm nay là năm con thỏ, nên chúng tôi đặc biệt thiết kế những thứ có hình con thỏ. Ví dụ như món chú thỏ may mắn năm mới này, mang ý nghĩa mùa màng bội thu, gia đình thịnh vượng, tài lộc dồi dào. Chúng tôi bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ ngày 29 tháng 1, tức ngày 8 tháng 1 âm lịch, và đã bán được 200 hộp trong khoảng 2 giờ. Các siêu thị lớn ở Ninh Ba, phía đông tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc cũng đã chứng kiến doanh số bán món chè thang viên tăng vọt cả trên nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến. Ngoài những hương vị cổ điển như mè đen và đậu, những hương vị mới lạ cũng được người tiêu dùng ưa chuộng. Bên cạnh việc thúc đẩy doanh số bán hàng, lễ hội đèn lồng năm nay còn chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của khách du lịch. Các địa phương trong toàn Trung Quốc tổ chức hàng loạt sự kiện để thu hút khách, nhờ đó mà lượng du khách tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Chẳng hạn, người dân và du khách có thể thưởng thức các màn trình diễn máy bay không người lái rực rỡ và bắn pháo hoa ở nhiều thành phố. Có rất nhiều du khách ở đây và chúng tôi có thể cảm nhận được không khí lễ hội sôi động. Lễ hội đèn lồng tràn ngập các yếu tố văn hóa dân gian đặc sắc. Những người trẻ tuổi như chúng tôi nên có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như thế này. Lễ hội đèn lồng năm 2023 để tạm biệt năm 2022 và chào đón năm mới nhằm khôi phục niềm tin của người dân Trung Quốc vào các lĩnh vực như văn hóa, du lịch và kinh tế sau khi các hạn chế do COVID-19 được nới lỏng. Thông qua lễ hội, người dân tại các địa phương sẽ ra khỏi nhà để tham gia vào các hoạt động văn hóa, thúc đẩy phát triển nền kinh tế cũng như đưa cuộc sống về đêm đầy màu sắc lên tầm cao mới thông qua những ánh đèn rực rỡ. Công ty phân tích blockchain Chainalysis nhận định năm ngoái là năm tồi tệ nhất đối với vấn đề bảo mật tiền mã hóa. Các nhà đầu tư tiền mã hóa đã mất tổng cộng gần 4 tỷ đô la Mỹ vì các cuộc tấn công mạng trong năm 2022. Báo cáo của Chainalysis cho biết, tin tặc đã đánh cắp 3,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, tăng từ mức 3,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Tháng 10 năm ngoái là thời điểm có nhiều vụ hack tiền mã hóa nhất với tổng cộng 32 vụ tấn công mạng, cùng với đó là số tiền bị đánh cắp lên tới 775,7 triệu đô la Mỹ. Giao thức tài chính phi tập trung là mục tiêu chính của các vụ tấn công khi chiếm tỷ lệ khoảng 82%, tương đương 3,1 tỷ đô la Mỹ trong tổng vụ đánh cắp tiền mã hóa vào năm 2022. Có thể thấy, hiện nay, vấn đề bảo mật vẫn còn lỏng lẻo. Đây là tác nhân chính khiến số vụ hack tiền mã hóa gia tăng.
Trước tình trạng trên, nhiều chuyên gia khuyến nghị mọi người nên nghiên cứu và kiểm tra kỹ lưỡng phần mềm phục vụ việc chuyển hoặc lưu trữ tiền mã hóa của mình, sử dụng các ví tiền mã hóa có thể lưu trữ tài sản số của người dùng một cách an toàn và hạn chế bớt rủi ro từ những cuộc tấn công mạng, chú trọng việc xác định loại ví phù hợp nhất với bản thân. Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin VNPT Đồng Nai thuộc tập đoàn VNPT đã cắt cáp của một số doanh nghiệp ở vị trí cổng bể cáp mà VNPT làm chủ đầu tư, do các doanh nghiệp viễn thông này không chấp thuận theo mức giá mới mà VNPT đưa ra trước đó. Vào ngày 4 tháng 2 vừa qua, VNPT đã có phản hồi. Liên quan đến những thông tin phản ánh về giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật tại VNPT Đồng Nai mà CMC Telecom và SCTV đang có vướng mắc, VNPT đã có phản hồi như sau. Về kiến nghị của CMC Telecom và SCTV, đây không phải là lần đầu tiên hai doanh nghiệp này có kiến nghị về giá thuê hạ tầng cống bể cáp của VNPT. Tháng 7 năm 2021, CMC Telecom và SCTV cũng đã từng có đơn kiến nghị về giá thuê hạ tầng cống bể cáp của VNPT đến Bộ Tài chính và đã được Bộ này xem xét, giải quyết, hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện. Trước kiến nghị của CMC Telecom và SCTV, tập đoàn VNPT đã có báo cáo cụ thể với Văn phòng Chính phủ và gần đây nhất là báo cáo Cục Viễn thông về nội dung liên quan đến kiến nghị này. VNPT luôn sẵn sàng hỗ trợ các khách hàng của mình với tinh thần hợp tác và theo đúng các quy định của pháp luật liên quan. Đến thời điểm này, SCTV và VNPT Đồng Nai đã thực hiện ký kết hợp đồng theo đơn giá được VNPT Đồng Nai niêm yết. Về hoạt động cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật của VNPT, hiện ngoài CMC Telecom, VNPT cũng đang có các khách hàng thuê công trình hạ tầng cống bể cáp sử dụng chung của VNPT là các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các đơn vị thuê sử dụng nguồn ngân sách và các doanh nghiệp như Viettel, Mobifone. Với các khách hàng này, không có vướng mắc về giá thuê với VNPT. Là doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý vốn tài sản nhà nước, nên VNPT có trách nhiệm thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, của doanh nghiệp theo các quy định hiện hành. Chính vì vậy, việc xây dựng đơn giá cho thuê các công trình, hạ tầng kỹ thuật cống bể cáp dùng chung luôn được VNPT thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, tuân thủ các kiến nghị kiểm tra của các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Được biết, sự việc bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2022. Theo thông tin do CMC cung cấp, VNPT Đồng Nai đã cắt đứt hai tuyến cáp kết nối tín hiệu chính với headend của SCTV. Sự cố đã làm gián đoạn tín hiệu toàn bộ dịch vụ của SCTV, bao gồm truyền hình và Internet trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu học tập giải trí, nắm bắt thông tin của 28.000 khách hàng. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2022, VNPT Đồng Nai tiếp tục cắt đứt nhiều tuyến cáp của CMC Telecom và SCTV tại Đồng Nai, gây ảnh hưởng đến dịch vụ kết nối tại khu vực này. Theo đại diện của các đơn vị viễn thông, VNPT Đồng Nai trước đó đã thông báo về việc nâng giá cho thuê cống bể cáp. Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước hoặc do nhà nước quản lý, được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng ưu tiên trong xã hội và được bán cho thuê hoặc là cho ở với giá rẻ so với giá thị trường. Do đó, tiêu chí để lựa chọn người mua nhà ở xã hội rất gắt gao, trải qua nhiều bước thẩm định, chấm điểm hồ sơ đăng ký mua nhà. Ấy vậy mà tại dự án nhà ở xã hội NHS ở Trung Văn, Nam Từ Liêm lại xuất hiện hàng loạt hình ảnh quảng bá môi giới, tư vấn và nhận đặt mua căn hộ tại đây với mức giá chênh khủng khiếp. Chỉ cần gõ từ khóa mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn lên trang tìm kiếm Google, trong 0,55 giây đã có khoảng 522.000 kết quả hiện ra. Còn tại các hội nhóm về bất động sản trên Facebook, số lượng bài viết liên quan đến dự án này cũng nhiều không kém. Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn nằm tại vị trí khá đắc địa trên tuyến đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do đó, việc nhiều người quan tâm đến dự án này cũng là điều cực kỳ dễ hiểu. Theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình VOV, hiện nay các căn hộ của dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, lô đất ký hiệu HH02A, đang được môi giới giao bán với nhiều mức giá, chênh lệch từ 400 đến 500 triệu đồng một căn so với giá dự kiến chào bán cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Điều này khiến cho những người quan tâm, thậm chí kể cả những người đủ điều kiện mua, vô cùng hoang mang. Được biết hiện nay, dự án vẫn đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Hiện các đối tượng môi giới chào mời người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội thuộc dự án này, cũng như trên mạng xã hội xuất hiện các website tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ, đều mang tính chất lừa đảo. Ngay tại cổng chính dự án, đại diện chủ đầu tư cũng đã treo biển thông báo dự án chưa mở bán, chưa nhận hồ sơ và không thu bất cứ khoản phí ngoài quy định của bất kỳ khách hàng nào.
Thế nhưng, việc môi giới chào bán nhà tại đây vẫn diễn ra hết sức rầm rộ. Thực hư câu chuyện này ra sao? Những căn nhà xã hội này được mở bán theo quy trình như thế nào? Và đơn vị nào là chủ đầu tư của dự án? Truyền hình VOV sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo. Giữa tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng lãi suất liên tiếp thứ 8 kể từ tháng 3 năm 2021. Với mức tăng như trên, thì biên độ lãi suất cơ bản đã lên mức 4,5 đến 4,75%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2007, và chưa có các dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ chấm dứt các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới. Việc Mỹ chỉ tăng lãi suất ở mức tối thiểu cho thấy nền kinh tế Mỹ phần nào đã quay trở lại với nhịp độ tăng trưởng bình thường hơn sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhờ nền kinh tế mở cửa trở lại, các gói kích cầu kinh tế và đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Chính vì thế, quyết định này dường như mang lại các tác động tích cực hơn là tiêu cực so với các lần tăng lãi suất trước. Sau thông báo tăng lãi suất ở mức tối thiểu, thị trường chứng khoán tại Mỹ và các thị trường chứng khoán quan trọng trên thế giới cuối tuần qua có xu hướng tăng điểm trở lại. Điều này phản ánh kỳ vọng của các thị trường vào xu hướng tích cực trong năm 2023, cũng như khả năng kinh tế Mỹ có thể tránh được một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Việc tăng lãi suất ở mức thấp và có xu hướng giảm tần suất trong thời gian tới cũng khiến áp lực tỷ giá đối với các nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, một số quốc gia khác lại có phản ứng thận trọng đối với động thái này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ngay sau khi quyết định tăng lãi suất, một số ngân hàng trung ương khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, Ngân hàng Trung ương Anh lập tức tăng lãi suất cơ bản ở mức tương đương. Lãi suất tăng nghĩa là siết chặt đồng tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến các chi phí đi vay khác của toàn bộ nền kinh tế như lãi suất thế chấp, lãi suất thẻ tín dụng và cho vay tiêu dùng. Nếu không có các dấu hiệu tích cực trong thời gian tới, các ngân hàng trung ương có thể quyết định tăng lãi suất hàng loạt, khiến nguồn vốn bị thắt chặt, chi phí đầu tư tăng lên, giá cả hàng hóa, dịch vụ đắt đỏ, nguy cơ kìm hãm tăng trưởng kinh tế thế giới. Theo số liệu mới nhất, lạm phát tại Mỹ đã giảm xuống 5% trong tháng 12 năm 2022 so với mức 5,5% của tháng trước đó, nhưng vẫn cao hơn gấp đôi mức lạm phát kỳ vọng 2%. Tuy nhiên, mức độ lạm phát không chỉ phụ thuộc vào lãi suất mà còn nhiều yếu tố khác như giá dầu mỏ, lương thực thực phẩm, sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì thế, việc Mỹ tăng lãi suất ở mức tối thiểu lần này có thể không tác động nhiều đến việc giảm lạm phát xuống mức kỳ vọng. Cho đến nay, Mỹ đã 8 lần tăng tỷ lệ lãi suất, có nhiều lần tăng với biên độ đột ngột cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, và việc lạm phát giảm một phần xuất phát từ kết quả của mức lãi suất cao nhất từ năm 2007 đến nay, chứ không hẳn chỉ là một đợt tăng tối thiểu. Việc giảm lạm phát bằng biện pháp tăng lãi suất nếu quá mức sẽ đẩy nền kinh tế vào nguy cơ suy thoái. Chính vì thế, nhiều chuyên gia kinh tế cũng đang đặt ra câu hỏi, trong bối cảnh kinh tế tài chính toàn cầu có xu hướng không ổn định như hiện nay, thì có nên thay đổi mức lạm phát kỳ vọng 2% hay không? Mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiện nay là tạo ra cái mà thế giới tài chính gọi là cú hạ cánh mềm cho nền kinh tế Mỹ, nghĩa là vừa kiềm chế được lạm phát trong khi không gây ra tình trạng suy giảm kinh tế nghiêm trọng hoặc tình trạng thất nghiệp hàng loạt. Chiến lược sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có lẽ là không điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách mạnh mẽ như tăng giảm lãi suất với biên độ lớn như trong năm 2022. Việc áp dụng chiến lược điều chỉnh dần dần sẽ giúp các quan chức nước này có thêm thời gian để đánh giá mức độ cần thiết của việc tiếp tục tăng lãi suất và thời gian duy trì lãi suất ở mức cao để kiểm soát hoàn toàn lạm phát. Quyết định lãi suất sắp tới sẽ dựa trên các yếu tố như tình hình tài chính, kinh tế, nguy cơ suy thoái, độ trễ chính sách, ảnh hưởng của lãi suất cao đến thị trường việc làm, sức mua của người tiêu dùng, chỉ số tâm lý thị trường. Một yếu tố quan trọng đang được dư luận chờ đợi là chỉ số lạm phát tại Mỹ trong tháng 1 năm nay, dự kiến sẽ được công bố vào giữa tháng 2 này. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng phải tính toán đến tác động và xu hướng của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn biến căng thẳng, việc nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19, thậm chí là bạo lực tại Trung Đông tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng yên đã bất ngờ giảm giá mạnh so với đồng đô la Mỹ sau khi có thông tin về khả năng chính phủ Nhật Bản sẽ chọn ông Masayoshi Amamiya, hiện đang giữ chức phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ, làm người kế nhiệm Tổng thống Haruhiko Kuroda. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 6 tháng 2 tại thị trường Tokyo, tỷ giá giữa hai đồng tiền được niêm yết ở mức 132,06 đến 132,07 yên một đô la Mỹ, so với mức giá giao dịch 131,15 đến 131,25 yên một đô la Mỹ tại thị trường New York, Mỹ, và 128,59 đến 128,62 yên một đô la Mỹ ở thị trường Tokyo vào thời điểm chốt phiên cuối tuần trước. Không chỉ giảm giá so với đồng đô la Mỹ, đồng yên còn giảm giá so với đồng euro.
tỷ giá giao dịch giữa hai đồng tiền này được niêm yết ở mức 142,45 đến 142,52 yên một euro so với mức 141,60 đến 141,70 yên một euro ở New York và 140,16 đến 140,20 yên một euro ở Tokyo cuối tuần trước. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân khiến đồng yên mất giá là do các nhà đầu tư lo ngại. Nếu được thăng chức, ông Amamiya có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hiện nay của Thống đốc Kuroda. Điều này sẽ khiến khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ có thể tiếp tục nới rộng nếu Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng lãi suất, từ đó khiến đồng yên suy yếu. Ở chiều ngược lại, thị trường chứng khoán Tokyo phản ứng khá tích cực trước thông tin trên. Sau 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,83% so với mức chốt phiên cuối tuần trước, lên hơn 27.738 điểm. Chỉ số Topic cũng tăng 0,7%, lên hơn 1.984 điểm. Lạm phát ở mức gần hai con số đã đẩy chi phí sinh hoạt và giá các mặt hàng lương thực thiết yếu tại Cộng hòa Sip tăng chóng mặt. Điều này đang buộc người dân phải chuyển từ mua sắm tại các trung tâm thương mại và siêu thị sang các chợ thực phẩm truyền thống ít tốn kém hơn. Tại Cộng hòa Sip, chợ truyền thống đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người đang phải chật vật mưu sinh vì chi phí sinh hoạt và giá cả tăng cao đã tìm đến đây. Tôi đã ở đây nhiều năm và tôi đã chứng kiến những thay đổi, đặc biệt là trong năm ngoái. Người dân đến đây để mua hàng đã nhiều hơn so với trước đây. Thói quen của họ đã thay đổi. Trước đây, họ đến mua sắm cho cả tuần. Giờ họ đi từng ngày. Lượng người đi chợ hàng ngày cũng giảm, khiến ông Ioannou lo lắng. Con trai ông cũng bán hàng ở chợ này. Ông sợ là con trai sẽ sớm phải tìm việc làm khác, vì sức mua ở chợ cũng đang kém dần. Thật buồn khi thấy ngày càng ít người đi chợ hơn mỗi ngày. Tôi biết thật khó để mọi người ra ngoài và mua sắm, nên tôi cố gắng giữ giá cả phải chăng. Nhưng nếu giá tiếp tục đi lên, tôi sẽ phải làm theo. Và nếu tôi làm như vậy, tôi không nghĩ mình có thể duy trì hoạt động kinh doanh này. Lạm phát đang thay đổi mọi thứ về cách người ship mua sắm hàng tạp hóa, từ những cửa hàng họ đến cho đến số lượng họ mua. Nhiều người chọn chợ truyền thống để có giá rẻ hơn, mua được trực tiếp từ nguồn. Nhưng khi giá cả tiếp tục tăng, các nhà phân tích cho biết sức mua sắm tại chợ truyền thống cũng sẽ kém đi rất nhiều. Bên cạnh đó, cũng ngày càng nhiều người dân ship lo lắng về việc không đủ khả năng chi trả cho những nhu yếu phẩm cơ bản. Một nghiên cứu của Hiệp hội Người tiêu dùng Cộng hòa Sip cho thấy, ngày càng có nhiều người phải tìm tới các nhóm từ thiện để có được các mặt hàng thực phẩm cơ bản khi giá cả tăng lên hàng tháng trong năm qua. Thật không may, chúng tôi thấy nhiều người ship không thể chu cấp cho gia đình của họ và họ đã tìm tới các tổ chức từ thiện và có thể nhận thấy rằng giá cả sẽ tiếp tục tăng hơn nữa. Năm tới, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn, thói quen của người dân đã thay đổi và sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Để giải quyết tình trạng tăng giá, chính phủ Sip đã công bố giá trần đối với một số mặt hàng thực phẩm cơ bản trong những tháng tới. Đối với những người có thu nhập cố định hoặc những người hưu trí, mức trần đó đồng nghĩa với việc họ sẽ đỡ tốn kém hơn. Lễ hội đèn lồng nhân dịp Tết Nguyên Tiêu với các màn trình diễn ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc đã thắp sáng bầu trời đêm tại các đô thị lớn khắp đất nước Trung Quốc. Lễ hội này có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với người dân Trung Hoa, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang nới lỏng chính sách Zero Covid để phục hồi nền kinh tế. Là một phần của lễ hội mùa xuân, lễ hội đèn lồng diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng theo âm lịch của Trung Quốc. Người Trung Quốc thường kỷ niệm ngày trăng tròn đầu tiên, tức Tết Nguyên Tiêu bằng cách treo đèn lồng, tham dự các hội chợ, đi xem pháo hoa, xem biểu diễn, xem đèn lồng và ăn các loại bánh truyền thống trong dịp này. Nhờ đó mà doanh số bán đèn lồng cùng các món ăn truyền thống trong dịp Tết Nguyên Tiêu tăng mạnh ở Trung Quốc. Chúng tôi làm bánh lồng đèn theo từng lớp, càng nhiều lớp càng ngon, nó tượng trưng cho việc thăng tiến và tăng trưởng trong năm mới. Tại thành phố ven biển Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, các đầu bếp tại một cửa hàng thực phẩm cũng bận rộn làm chè thang viên, phục vụ nhu cầu của đông đảo khách hàng trong dịp này. Doanh số bán hàng của cửa tiệm cũng đã tăng nhanh chóng. Năm nay là năm con thỏ, nên chúng tôi đặc biệt thiết kế những thứ có hình con thỏ. Ví dụ như món chú thỏ may mắn năm mới này, mang ý nghĩa mùa màng bội thu, gia đình thịnh vượng, tài lộc dồi dào. Chúng tôi bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ ngày 29 tháng 1, tức ngày 8 tháng 1 âm lịch, và đã bán được 200 hộp trong khoảng 2 giờ. Các siêu thị lớn ở Ninh Ba, phía đông tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc cũng đã chứng kiến doanh số bán món chè thang viên tăng vọt cả trên nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến. Ngoài những hương vị cổ điển như mè đen và đậu, những hương vị mới lạ cũng được người tiêu dùng ưa chuộng. Bên cạnh việc thúc đẩy doanh số bán hàng, lễ hội đèn lồng năm nay còn chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của khách du lịch. Các địa phương trong toàn Trung Quốc tổ chức hàng loạt sự kiện để thu hút khách, nhờ đó mà lượng du khách tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.
Chẳng hạn, người dân và du khách có thể thưởng thức các màn trình diễn máy bay không người lái rực rỡ và bắn pháo hoa ở nhiều thành phố. Có rất nhiều du khách ở đây và chúng tôi có thể cảm nhận được không khí lễ hội sôi động, lễ hội đèn lồng tràn ngập các yếu tố văn hóa dân gian đặc sắc. Những người trẻ tuổi như chúng tôi nên có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như thế này. Lễ hội đèn lồng năm 2023 để tạm biệt năm 2022 và chào đón năm mới nhằm khôi phục niềm tin của người dân Trung Quốc vào các lĩnh vực như văn hóa, du lịch và kinh tế sau khi các hạn chế do COVID-19 được nới lỏng. Thông qua lễ hội, người dân tại các địa phương sẽ ra khỏi nhà để tham gia vào các hoạt động văn hóa, thúc đẩy phát triển nền kinh tế cũng như đưa cuộc sống về đêm đầy màu sắc lên tầm cao mới thông qua những ánh đèn rực rỡ. Công ty phân tích blockchain Chainalysis nhận định năm ngoái là năm tồi tệ nhất đối với vấn đề bảo mật tiền mã hóa. Các nhà đầu tư tiền mã hóa đã mất tổng cộng gần 4 tỷ đô la Mỹ vì các cuộc tấn công mạng trong năm 2022. Báo cáo của Chainalysis cho biết, tin tặc đã đánh cắp 3,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, tăng từ mức 3,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Tháng 10 năm ngoái là thời điểm có nhiều vụ hack tiền mã hóa nhất với tổng cộng 32 vụ tấn công mạng, cùng với đó là số tiền bị đánh cắp lên tới 775,7 triệu đô la Mỹ. Giao thức tài chính phi tập trung là mục tiêu chính của các vụ tấn công khi chiếm tỷ lệ khoảng 82%, tương đương 3,1 tỷ đô la Mỹ trong tổng vụ đánh cắp tiền mã hóa vào năm 2022. Có thể thấy, hiện nay, vấn đề bảo mật vẫn còn lỏng lẻo. Đây là tác nhân chính khiến số vụ hack tiền mã hóa gia tăng. Trước tình trạng trên, nhiều chuyên gia khuyến nghị mọi người nên nghiên cứu và kiểm tra kỹ lưỡng phần mềm phục vụ việc chuyển hoặc lưu trữ tiền mã hóa của mình, sử dụng các ví tiền mã hóa có thể lưu trữ tài sản số của người dùng một cách an toàn và hạn chế bớt rủi ro từ những cuộc tấn công mạng, chú trọng việc xác định loại ví phù hợp nhất với bản thân.